Sáng 18 tháng 10, Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước thành phố Kon Tum tổ chức tập huấn luật bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ chủ chốt, công chức thành phố và các xã phường. Tại buổi tập huấn, đại biểu được quán triệt các chuyên đề về sự cần thiết ban hành luật bảo vệ bí mật nhà nước, các nội dung cơ bản của luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước ở các đơn vị địa phương, công tác quản lý và phòng ngừa, phát hiện xử lý các vụ lộ lọt, mất bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Hội nghị tập trung thảo luận, trao đổi, giải đáp thắc mắc, kiến nghị, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan tại các cơ quan, đơn vị, xã phường trên địa bàn thành phố. Qua tập huấn, giúp nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả những biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước, phòng chống âm mưu hoạt động thu thập bí mật nhà nước của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh nội bộ, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.